Bóng đá Anh vừa đối diện với scandal lớn nhất năm khi trọng tài David Coates bị phát hiện dùng chất cấm tại Euro. Bê bối trên làm lu mờ chuyện FIFA sắp thay thế VAR bằng một công nghệ phổ biến ở môn bóng rổ. Còn về phía các câu lạc bộ, việc Real Madrid quyết đấu Liverpool hay Ferdinand bảo vệ Garnacho cũng sẽ có trong clip dưới đây. Không để mất thêm thời gian của các bạn, chúng ta hãy bắt đầu bản tin ngay bây giờ. David Coates hít chất cấm giữa mùa Euro. Bóng đá Anh ghi nhận David Coates là một trong những cái tên tai tiếng nhất lịch sử, theo video độc quyền từ The Sun, vị trọng tài 42 tuổi đã hít chất bột màu trắng chỉ một ngày sau khi trận tứ kết giữa Pháp và Bồ Đào Nha diễn ra. Điều quan trọng là ông vua áo đen xứ sương mù phụ trách phòng VAR ở cuộc đụng độ vừa nêu. Mọi chuyện còn trở nên nực cười hơn khi David Coates thản nhiên dùng chất cấm trong căn phòng được UEFA bố trí cho mình ở một khách sạn sang trọng. Cũng phải nhắc lại rằng, cách đây vài ngày thì vị trọng tài 42 tuổi vừa xuất hiện trong clip xúc phạm Liverpool và Jurgen Klopp. Vì vậy, cơn mưa chỉ trích là điều mà tội đồ của bóng đá Anh đang phải hứng chịu. Nhiều fan không tin Ruben Amorim thành công ở Manchester United. Các ngôi sao tại Manchester United đã chào đón tân huấn luyện viên Ruben Amorim với sự hồ hởi rất lớn. Bản thân chiến lược gia 39 tuổi cũng được giới chuyên môn đánh giá cao. Tuy nhiên, nhiều cổ động viên lại có góc nhìn khắt khe dành cho ông thầy người Bồ Đào Nha. Trong cuộc khảo sát gần nhất, 54% số fan được hỏi dự báo Ruben Amorim sẽ không thành công tại Man United. Tất nhiên, góc nhìn thận trọng trên một phần đến từ triều đại đầy khủng hoảng mà người tiền nhiệm Erik ten Hag tạo ra ở nhà hát của những giấc mơ. Rio Ferdinand ủng hộ Garnacho. Garnacho đã có 7 bàn thắng và 4 kiến tạo trên mọi mặt trận cho Manchester United kể từ đầu mùa. Đây không hề là thống kê tồi, nhưng ngôi sao Nam Mỹ vẫn nhận sự nghi ngờ từ một số cổ động viên. Điều này khiến vị tiền bối Rio Ferdinand nóng mắt và có lời bảo vệ đàn em với nội dung: "Tôi có một số liệu thống kê ở đây. Những cầu thủ như Saka, Dembele, Mbappe, Leao, Nico Williams, Michael Olise, Phil Foden đều không có nhiều bàn thắng và kiến tạo hơn Garnacho mùa giải năm nay." Nội bộ Man City căng thẳng. 4 trận thua liên tiếp là trải nghiệm lần đầu tiên xuất hiện trong sự nghiệp lẫy lừng của huấn luyện viên Pep Guardiola. Điều này tạo ra sự căng thẳng hiếm thấy ở phòng thay đồ Manchester City. Theo tiết lộ từ nhiều học trò trước đó của chiến lược gia người Tây Ban Nha, ông thầy 53 tuổi là người cực kỳ khắt khe trong tập luyện cũng như thi đấu. Do vậy, khi mọi chuyện đi sai hướng, sự tức giận có thể bộc phát. Tuy vậy, nhiều fan vẫn kỳ vọng nhà đương kim vô địch Premier League sớm vượt qua giai đoạn tăm tối hiện tại. Real Madrid quyết đấu Liverpool. Còn khoảng 2 tuần nữa là Real Madrid sẽ đại chiến Liverpool tại Champions League. Trong bối cảnh đã thua 2 trên 4 vòng đấu đầu tiên ở đấu trường châu Âu, kèn kèn trắng rất cần một kết quả tốt trước lữ đoàn đỏ. Do vậy, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã yêu cầu một kế hoạch tập luyện thể lực mới trong kỳ nghỉ quốc tế tại đại bản doanh Valdebebas. Rõ ràng Los Blancos phải có sự quyết tâm lớn để có thể đánh bại một Liverpool đang có phong độ rất cao. Thibaut Courtois sắp tái xuất. Tin vui đã đến với các fan của Real Madrid khi mà thủ môn Thibaut Courtois trở lại tập luyện. Ở kịch bản khả quan nhất, ngôi sao 32 tuổi có thể tái xuất ngay sau quãng nghỉ FIFA đây. Một cập nhật tích cực cho huấn luyện viên Carlo Ancelotti vì Andrei Lunin vẫn cách khá xa người đàn anh về sự chắc chắn trong khung gỗ. VAR sắp bị thay thế. Football Video Support hay FVS đang là từ khóa hot nhất làng túc cầu lúc này. Nguyên nhân là bởi công nghệ trên có thể đặt dấu chấm hết cho thời kỳ VAR xuất hiện ở thế giới bóng đá. Hiểu theo cách đơn giản, việc các trọng tài phụ thuộc hoàn toàn vào những đề xuất từ phòng hình ảnh sắp chấm dứt. Thay vào đó, tình huống được xem lại khi được yêu cầu từ chính các huấn luyện viên. Tuy nhiên, mỗi đội bóng chỉ có 2 quyền đề nghị, nên mọi quyết định đều phải được đưa ra một cách cẩn thận. Ngay khi thông tin trên xuất hiện, phản ứng từ các cổ động viên là tương đối tích cực. Barcelona nhắm siêu tiền đạo thay Robert Lewandowski. Robert Lewandowski đã 36 tuổi và Barca cần một cái tên đủ tầm để thay thế dài hạn cho ngôi sao người Ba Lan. Hiện tại, chân sút Samu Omorodion của Porto đang nổi lên như là sự lựa chọn hàng đầu với ông lớn xứ đấu bỏ. Sau 13 trận mùa này, cầu thủ 20 tuổi tạo ấn tượng rất tốt với 12 bàn thắng. Do vậy, đây là thương vụ đáng để các culé kỳ vọng trong thời gian tới. Ansu Fati lại chấn thương. 158 phút là thời gian ít ỏi mà Ansu Fati thi đấu mùa này. Chi tiết trên cho thấy sự thất thế của ngôi sao người Tây Ban Nha ở Barcelona. Mọi chuyện còn trở nên khó khăn hơn với chân sút xứ đấu bỏ khi cầu thủ này dính thêm chấn thương mới ở gân kheo.
Theo các kết quả kiểm tra sơ bộ, Fatih phải nghỉ thi đấu đến giữa tháng 12 và đây là chi tiết khiến cho các culé thêm lo lắng. Rõ ràng sau khởi đầu đáng kỳ vọng, sự nghiệp của Fatih đang dần đi vào giai đoạn bế tắc. Federico Chiesa muốn rời Liverpool. Việc chuyển đến Liverpool không giúp sự nghiệp của Federico Chiesa khởi sắc trở lại. Thay vào đó thì ngôi sao người Italia vô vọng trong chuyện tìm kiếm suất đá chính tại Lữ đoàn Đỏ. Do vậy, cầu thủ 27 tuổi đang cân nhắc quay về Serie A ngay phiên chợ đông. Ở chiều ngược lại thì Jacob hoàn toàn cởi mở với những lời hỏi mượn Chiesa. Vì vậy, tương lai của nhà vô địch Euro 2020 tại sân Anfield tiếp tục là chủ đề cần quan tâm thời gian tới. Ricardo Calafiori và Takehiro Tomiyasu sắp trở lại. Cơn bão chấn thương là một trong những lý do khiến cho Arsenal sớm hụt hơi trong cuộc đua vô địch mùa này. Tuy nhiên, quãng nghỉ quốc tế có thể khiến tình hình ở sân Emirates bớt căng thẳng hơn đôi chút. Theo Daily Mail, Ricardo Calafiori và Takehiro Tomiyasu có thể tái xuất ngay sau thời gian FIFA Day. Cũng phải nhắc lại chuyện đội trưởng Martin Odegaard đã thi đấu trở lại từ tuần trước. Do vậy, các Gunner có thể hy vọng những kết quả khả quan hơn sớm xuất hiện ở giai đoạn tiếp theo của mùa giải năm nay. Leandro Trossard đàm phán gia hạn với Arsenal. Thêm một thông tin liên quan đến Arsenal khi pháo thủ tìm cách giữ chân Leandro Trossard. Đây là hành động cần thiết khi mà giao kèo giữa hai bên sẽ kết thúc trong 18 tháng nữa. Tuy nhiên, phong độ hiện tại của cầu thủ người Bỉ lại là yếu tố khiến cho các fan của pháo thủ băn khoăn. Nếu sớm tìm lại phiên bản tốt nhất của mình, không khó để Leandro Trossard kiếm được một bản hợp đồng mới với mức đãi ngộ tốt hơn. Cole Palmer từng không định đến Chelsea. Là ngôi sao sáng nhất đội hình của Chelsea hiện tại, nhưng Cole Palmer vừa khiến cho nhiều fan của The Blues ngạc nhiên vì những chia sẻ thật lòng. Theo đó, chuyện cập bến Stamford Bridge ban đầu chưa nằm trong kế hoạch của tuyển thủ Tam Sư. Tuy nhiên, phong thái làm việc khẩn trương của đại diện thành London đã khiến cho Cole Palmer bị thuyết phục. Mọi chuyện sau đó diễn ra như mơ khi cầu thủ người Anh trải qua giai đoạn cực kỳ thăng hoa trong sự nghiệp. Harry Kane nhớ Gareth Southgate. Thật kỳ lạ là một đội bóng lớn như đội tuyển Anh lại chứng kiến hàng loạt ngôi sao rút lui khỏi đợt tập trung tháng 11. Điều này khiến thủ quân Harry Kane ngán ngẩm và nhớ lại bầu không khí vui vẻ mà ông thầy cũ Gareth Southgate từng tạo ra ở Tam Sư. Chi tiết trên dường như không được huấn luyện viên tạm quyền Lee Carsley tiếp nối, dẫn đến tình trạng ảm đạm hiện tại. Bên cạnh đó, trụ cột của Bayern Munich cũng ngầm chỉ trích một số đồng đội đã không coi trọng sự nghiệp trên tuyển bằng câu lạc bộ. Nhận định trên không phải là vô lý khi một vài ngôi sao bị nghi ngờ làm quá tình hình chấn thương để tránh việc tập trung. Antoine Griezmann có thể đến Mỹ vào phiên chợ đông. Ở tuổi 33 thì Antoine Griezmann có thể sắp khép lại cuộc hành trình tại La Liga. Theo tờ Marca thì ngôi sao người Pháp hiện đang được liên hệ chặt chẽ với câu lạc bộ LAFC ở MLS. Do vậy, tồn tại xác suất cầu thủ xứ Lục Lăng đến Mỹ thi đấu ngay trong phiên chợ đông. Tất nhiên, Atletico Madrid sẽ chịu ảnh hưởng nếu viễn cảnh trên xảy ra do Antoine Griezmann vẫn thể hiện được tầm ảnh hưởng mỗi lần ra sân thời gian gần đây. Tottenham Hotspur săn đuổi Jude Bellingham. Việc là em trai của Jude Bellingham giúp Jude Bellingham được truyền thông chú ý. Hiện tại, Samai 19 tuổi đang chơi cho Sunderland ở giải hạng nhất Championship. Tuy vậy, Tottenham Hotspur đã bắt đầu quá trình tiếp cận tài năng xứ sương mù với kỳ vọng thực hiện vụ chuyển nhượng ngay trong tháng riêng. Tất nhiên, gà trống không phải là tập thể duy nhất muốn biến cậu em nhà Bellingham thành một ngôi sao mới của làng túc cầu. Thậm chí, Borussia Dortmund cũng đã sẵn sàng nhập cuộc để giúp Jude Bellingham lặp lại con đường mà người Anh nổi tiếng từng đi. Trên đây là những tin tức nóng hổi nhất của thế giới bóng đá trong 24 giờ qua. Một ngày quá nhiều cảm xúc và người hâm mộ đang đợi chờ những bất ngờ mới xuất hiện khi Pháp, Italia và Anh ra sân vào đêm nay. Do đó đừng quên quay lại đây vào ngày mai để biết được những cập nhật nóng nhất về nhiều tập thể lớn cùng với các ngôi sao đình đám. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!